chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin thị trường tiêu dùng của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021, bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt quả tang cơ sở đang gia công, đóng gói lượng lớn thuốc đông y gia truyền nghi giả tại Hà Nam. Giá hồ tiêu tiếp tục tăng sốc, thị trường xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ. Xử phạt cơ sở kinh doanh tôm nguyên liệu có chứa tạp chất. Sài Gòn Co-op cung cấp bắp cải giá bán dưới vốn phục vụ người tiêu dùng. Thưa quý vị, việc xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng, đang diễn ra ngày càng quyết liệt và mạnh mẽ khi mới đây, Đội Quản lý Thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường Hà Nam phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, thu giữ khối lượng lớn thuốc đông y gia truyền có dấu hiệu làm giả. Tại hiện trường, tổ công tác kiểm tra phát hiện và thu giữ hơn 7.500 đơn vị thuốc đông y trị viêm xoang, chữa phụ khoa, bệnh trĩ, viêm mũi, v.v. và gần 500kg bột nguyên liệu, viên nén các loại. Tất cả các sản phẩm này đã bào chế sẵn, đều không rõ nguồn gốc hoặc trên bao bì có in chữ nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Khánh Linh, chủ cơ sở, và Mai Thủy Diệu là quản lý bán hàng không xuất trình được hồ sơ thủ tục hoạt động, hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thuốc và thực phẩm chức năng đông y. Căn cứ tính chất, mức độ của vụ việc, Đội Quản lý Thị trường số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, một tín hiệu đáng mừng mới cho người nông dân trồng tiêu khi thị trường giá tiêu tăng vọt lên 72.500 đồng trên 1 kg, giúp thị trường xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày, giá tiêu đã tăng hơn 10.000 đồng trên 1 kg, từ mức 60.000 đồng trên 1 kg lên mức 70.000 đồng trên 1 kg, có nơi tăng đến gần 20.000 đồng trên 1 kg. Đây được xem là đợt tăng giá kỷ lục trong vòng 2 năm qua của thị trường tiêu nội địa. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính chung 2 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu ước đạt 2.907 đô la Mỹ trên 1 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Các thương nhân kinh doanh hồ tiêu dự báo giá tiêu vẫn có triển vọng tăng thêm do các nhà đầu cơ tăng mua trước thông tin sản lượng tiêu năm nay giảm mạnh. Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê tỉnh Gia Lai cho biết, giá tiêu tăng trở lại như hiện nay là theo quy luật của thị trường khi nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu về mặt hàng này tăng cao. Đây sẽ là tín hiệu vui cho các nhà trồng tiêu trong các vụ mùa sắp tới. Quay trở lại với những thông tin về quản lý thị trường, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội Quản lý Thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kiên Giang, Phòng PC03 Công an tỉnh phối hợp cùng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh Kiên Giang đã tiến hành thu giữ xử lý vi phạm trường hợp hộ kinh doanh Châu Văn Bạc ở ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang với hành vi kinh doanh thủy sản chứa tạp chất. Đoàn công tác cho biết, tại thời điểm kiểm tra, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản đã thử nhanh hóa học và xác định 100kg tôm thẻ chân trắng đang được kinh doanh tại cơ sở có chứa tạp chất Aga. Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số tôm nguyên liệu trên được thu mua từ người dân địa phương và đem bán lại để thu lợi. Loại tạp chất Aga này giúp làm tăng khối lượng, kích cỡ, thay đổi kết cấu tôm. Về lâu dài có thể gây hại đường tiêu hóa như ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy hoặc tích tụ các chất độc trong cơ thể gây bệnh mãn tính. Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng trong việc sử dụng tôm nguyên liệu. Đồng thời, khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý. Thưa quý vị, nhằm giúp chia sẻ áp lực chi tiêu cho khách hàng và đẩy mạnh sức tiêu thụ nông sản Việt trong mùa dịch, Sài Gòn Co-op đã thỏa thuận với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc đưa ra thị trường hàng trăm tấn bắp cải trắng, bắp cải thảo đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với giá bán dưới vốn để phục vụ cho người tiêu dùng. Cụ thể, mặt hàng bắp cải trắng và bắp cải thảo Đà Lạt được bán với giá 3.000 đến 4.500 đồng trên 1 kg tại các siêu thị như Co-op Mart, Co-op Star và Co-op Food trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 3 với số lượng tiêu thụ dự kiến khoảng 500 đến 600 tấn. Đại diện Sài Gòn Co-op cho biết hệ thống bán lẻ này sẽ tiếp tục tìm kiếm những nguồn nông sản chất lượng cao, giá cả hợp lý để bù chi phí và đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng với giá vốn. Kính thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 316 cho phép thí điểm loại hình thanh toán Mobile Money trong 2 năm. Việc thí điểm này nhằm tận dụng hạ tầng dữ liệu, mạng lưới viễn thông để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tăng cường việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trong bối cảnh vẫn còn nhiều người Việt Nam chưa có tài khoản và khó tiếp cận với dịch vụ ngân hàng. Vậy Mobile Money là gì? Mobile Money có ưu điểm gì thu hút người dùng? Và làm thế nào để giải quyết những thử thách của hình thức thanh toán không tiền mặt này so với các loại hình khác đã và đang tồn tại trên thị trường? Chuyên mục Dùng Thông Minh hôm nay sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu về vấn đề này. Mobile Money là một công nghệ cho phép người dùng sử dụng tài khoản viễn thông để nhận hoặc chuyển tiền và thanh toán các dịch vụ khác bằng điện thoại di động mà không cần qua bất kỳ trung gian nào. Tiền trong tài khoản Mobile Money gắn với SIM nhưng phải tách biệt với tài khoản viễn thông. Đây là hình thức chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử theo tỷ lệ 1:1. Tương tự như thẻ ATM, khách hàng nộp tiền mặt để nhận được một khoản tiền điện tử có giá trị tương đương. Người dùng không thể quy đổi số dư trong tài khoản viễn thông sang tài khoản thanh toán này và sẽ không được trả lãi với số dư để trong tài khoản của Mobile Money. Ưu điểm của Mobile Money là giúp người dùng thanh toán linh hoạt các dịch vụ, hóa đơn một cách đơn giản. Ứng dụng cho phép nhận, lưu trữ và chi tiêu từ tài khoản trên điện thoại di động mà không cần qua bất kỳ trung gian nào. Đồng thời, Mobile Money còn giúp làm giảm tải công việc của các quầy giao dịch và thanh toán, chi phí lại rẻ hơn so với giao dịch trực tiếp tại ngân hàng truyền thống. Chính phủ quy định doanh nghiệp thí điểm phải có giấy phép trung gian thanh toán ví điện tử và giấy phép thiết lập mạng lưới viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng bằng tần số vô tuyến điện hoặc là công ty con của các công ty có giấy phép trên. Như vậy, hiện có 3 nhà mạng đủ điều kiện xin phép tham gia thí điểm ngay là Viettel, VNPT và Mobifone. Dù có nhiều ưu thế nổi bật và tiềm năng, dư địa phát triển lớn, nhưng nhà cung cấp ứng dụng này vẫn phải giải quyết nhiều bài toán khó khi tham gia vào cuộc chơi tài chính. Theo đó, tài khoản của Mobile Money gắn liền với thuê bao di động và một người chỉ được đăng ký một tài khoản Mobile Money, song vấn nạn SIM rác vẫn là bài toán nan giải. Vì nếu không được giải quyết triệt để và khâu xác minh khách hàng không tốt, sẽ rất dễ xảy ra tình trạng mất kiểm soát giao dịch. Chưa kể đến việc làm thế nào để hạ thấp chi phí nộp tiền vào tài khoản Mobile Money qua các điểm giao dịch và quản lý hệ thống điểm giao dịch trải rộng khắp cả nước là một thách thức đối với các nhà điều hành. Ngoài ra, việc đưa ra hạn mức chi tiêu 10 triệu đồng trên một tháng và hạn chế lớn khác là không thể chuyển khoản cho các thuê bao khác nhà mạng có thể là rào cản lớn trong việc cạnh tranh và thúc đẩy thanh toán qua loại hình này. Những thông tin về Mobile Money vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi kỳ này. Bản tin thị trường tiêu dùng được phát trên website của Truyền hình Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc hứng khởi và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại!